nay chưa chắc tôi đã on được bởi vì tôi có mấy việc. Mai ngày kia đã sắp sửa phải vào Sài Gòn để bình luận nữa. Chúc anh buổi chiều live vui vẻ. Cảm ơn Đức Hải, cảm ơn anh em đã nhắc nhở vụ màn hình với tôi ạ. Cảm ơn. Tôi đang ngồi tôi check cái thông tin. Kỹ năng của Talon và Ngộ Không dẫn tới kích hoạt vút bẫy và bị choáng. Ra là như thế. Ra là như thế đấy. Kỹ năng của Talon và Gu Công. Như vậy là bây giờ nó không tính là đòn đánh thường nữa mà nó tính là kỹ năng thật. Đập vào cái vút bẫy là con Gu Công, là con Talon nó sẽ bị choáng. À ok. Sửa lỗi khiến kỹ năng của Kennen tạm dừng khi bị dính kỹ năng của Kennen địch. Được. Nói chung là cũng hòm hòm. Hòm hòm rồi. Meta thì nó sẽ thay đổi một chút xíu là chắc chắn là người chơi Olaf sẽ ít đi. Chắc chắn là người chơi Olaf sẽ ít đi rồi. Uầy, mẹ trông này mà xương xương cái này thôi. Xương xương cái này thôi mà một đống cuồng giáo thế này. Kiếm. Em qua khô máu nay hết con mẹ nó sao rồi. Không sao Dương Dino ơi. Cái đấy nó không quan trọng em ạ. Anh em mình cứ lên giao lưu với nhau, tương tác với nhau là vui rồi. Sao sủng, gạt ra một bên đi. Không vấn đề gì hết. Cập nhật có gì nổi bật hay không thì đáng chú ý nhất là con Olaf bị nớp. Mà nớp khá là thẳng tay đấy. Con Olaf bị nớp một cách rất thẳng tay. Anh em hãy nghiên cứu một chút xíu trước cái việc là có quyết định đánh Olaf hay không. Ba pháp sư à? Đây thì còn xem một vài cái nữa đang chú ý đây. Giáp lửa bây giờ được sửa này. Không còn là trang bị độc nhất, tức là bạn có thể hoàn toàn cầm hai cái giáp lửa, ba cái giáp lửa cho một con. Mỗi 2 giây thì mỗi giáp lửa trên cùng một tướng sẽ tìm mục tiêu riêng để đốt. Tức là mặc dù lắp trùng giáp lửa nhưng mà nó sẽ vẫn tối ưu được cái khả năng đốt. Tối ưu được khả năng đốt, nói chung là cũng không hay lắm. Tôi nghĩ rằng cũng không nên dùng từ 2 cái giáp lửa trở lên. Không nên. Solari bị nớp. Solari bị nớp để tránh cho các con rời cứ spam liên tục cái bài gọi là thiện xạ linh hồn. Thằng em nó quay gần 90 lần lại còn lệch ra zin, em an ủi nó đây là Venti hệ gái hút. Quay có hất tung có hệ phong có lại có hồi máu với mưa lầm vui lên cả họ nhà mình chơi. Gen xin lệch huyết cả mà em, thế là nó đấm em không trượt phát nào. Anh còn hy vọng lần sau nó đấm làm sao nó đủ. Đấm làm sao để em không còn lên em làm thế thơ được. Anh An hôm nay nổ thần tài tiếp thôi nào. Thần tài tiếp à? Nổ thần tài tiếp à? Nổ thần tài tiếp. Đợi anh một chút xíu. Anh sắp sửa gặp thằng level 5 mà ghét nỗi buồn này. Thôi xong, gặp thằng này cũng dứa. Gặp thằng này thì cũng ngất. Lệch ra Jin còn đỡ rồi đấy. Từ cái ngày mà tôi build con Jin lên nhé, tôi bắt đầu thích đánh Jin các bạn ạ. Em hiểu kiểu gì. Từ ngày build xong con Jin tôi lại mê đánh con Jin hơn, nó mới chết đòn. Thua mới đau cháu. Jin khỏe. Jin khỏe, đa dụng, chơi được nhiều vị trí. Nhưng mà điểm yếu thì là nó đánh nó hơi... Những cái găng đạo tặc chỉ là tai nạn thôi, còn chơi là còn gỡ dừng lại là thất bại. Đồng ý Nhật Minh, mà hôm qua anh chơi một trận thần tài top 1 rồi còn gì nữa. Hôm qua có đánh thần tài top 1 rồi còn gì.
Ron Huta mà được cả Huta với đi lúc chán nhỉ. Tôi mà như bạn tôi nghỉ mẹ game. Ron thế là tệ này. Ron thế là rất đen đấy. Bỏ ác nghỉ game đi thật. Chơi bời quá ai gì. Biết thì mua mẹ con Lulu. Thanh An có bí kíp bình luận eSports nào mà không bị đau họng không ạ? À? Em cứ bình luận 2 ngày xong là ho đấy ho đề. Bí kíp à? Bí kíp à? Tôi chả biết đâu. Tôi cứ làm nhiều thì tự dưng nó thành bình thường ấy. Mà bây giờ tôi mắc cái bệnh là nhiều khi mà ngồi mà không nói là còn bị... Đấy, cứ mãi chém gió, éo nâng, đéo lên level rồi. Tôi còn đang bị mắc cái bệnh là không nói nhiều, không chịu được. Nói nhiều đâu phải thành quen. Nó cũng chẳng phải bí kíp gì đâu, nó chỉ đơn giản là do một cái... Nó đơn giản là do một cái quãng thời gian dài liên tục mình làm một công việc đấy. Đến cái mức nó quá quen thuộc. Đến cái mức nó quá quen thuộc, chấm hết, chả có gì cả. Tôi mải ngồi chém gió tôi quên không lên level 5 này. Buồn quá. Nói nhiều nó thành mãn tính. Cổ họng của tôi nó cũng tốt hơn so với người thường một chút xíu. Một chút xíu thôi nha. Còn trong những cái buổi mà đi làm sự kiện dài ngày, những cái kỳ playoff, VCS rồi các thứ MSI, vẫn có đau họng. Gào thét ở hiện trường các thứ thì vẫn có đau họng chứ. Làm sao mà hết đau được. Tôi cũng là người thường thôi mà. Nhưng mà đấy là trước cái buổi tối hôm bình luận, mẹ vẫn có đi uống bia uống biếc thoải mái. Uống bia uống nước lạnh thoải mái chả sao. Nó cũng quen dần. Dở quá các bạn ạ. Chỉ vì quên không up cấp phát là bị mất bao nhiêu máu này. Cứ mải ngồi chém gió ấy. Lỗi tôi. Cái này lỗi tôi. Chán đéo chịu được. Chẳng lẽ lại phải hai Hyperon đánh mẹ cuồng giáo bây giờ chứ lị. 6 cuồng giáo mẹ vỗ vào mõm bọn kia. Sáu cuồng giáo. Bán máu đi chợ đầu. Thằng này đã có Talon để chơi này. Talon được búp nhiều. Em chỉ đánh được chiến tướng, còn ngoài bài chiến tướng ra thì lại out top. Nó do thói quen người chơi thôi. Nó do thói quen thôi. Trước cái phiên bản này thì anh có một cái thói quen xấu là anh chỉ thích đánh kêu, chỉ thích đánh đao phủ. Và suốt ngày chăm chỉ có đánh đao phủ ấy, mà nói chung nó cũng không thành công lắm. Thì mình đổi đi một chút xíu. Sau cái bài đao phủ, cái meta trước thì anh chỉ thích đánh pháp sư. Rất nhiều lần đã chết với con rồng rồi nhưng mà kiểu nó thành thói quen này. Nên là cũng kệ con mẹ nó. À đấy, mẹ lại không up cấp rồi này. Bọn nó level 6 hết thì mình vẫn level 5. Thôi được rồi. Đằng nào cũng vậy. Chẳng chuỗi thắng, chẳng chuỗi thua này. Để thêm 2 round nữa up cấp. Ừ.
Buổi stream hôm qua của anh An đã truyền cảm hứng cho em. Truyền cảm hứng cho em làm gì ạ, Huy Hoàng? Đã truyền cảm hứng cho em để em làm gì ạ? Có thể nói rõ và chia sẻ thêm cho anh với. Truyền cảm hứng cho em để em làm $100 à? Hay là như nào? Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau nhưng thần tài nổ hũ bao giờ cũng là meta tối thượng anh ạ. Thần tài nổ hũ lúc nào cũng là meta tối thượng. Mẹ nó mấy cái thằng đấu sĩ này. Felix Sama. Level 6 chắc phải đổi rồi. Nếu mà không lên được 6 cùng giáo là phải đổi bài. Ngon quá này. Vẫn còn dư một cái. Ôi, hai con rồng. Ngon thế. Chú ăn buổi chiều vui vẻ. Cảm ơn Ân Hòa nha, chào cháu. Oh, shit. Đánh cái gì đây? Kiếm, súng, crit. Wow, đồ không đẹp lắm. Thằng này nó lắp đồ như thế này là nó đánh Sôn đấy, nó đánh rồng đấy. Nếu phải nó đánh Akali đâu các bạn ạ. Như vậy là bài này đâm pháp sư khá là nhiều. Rằng trên đời này có người còn đen hơn cả em. Đấy, hôm qua không phải là anh mở cho anh. Anh mở cho hai bạn. Cho hai bạn, bạn viewer. Mở cho hai thượng đế. Ai ngờ thượng đế đen vãi cướp ra. Tôi đen thật, công nhận tôi đen thật. Tôi chơi mấy cái trò đỏ đen tệ lắm. Nên nhiều bạn nhiều khi cứ xin tôi con số này số kia để đánh lô đánh để. Không bao giờ tôi cho. Vì tôi không muốn lây cái đen của tôi ra cho các bạn. Choáng. Tốt. 6, 49, 50. Tôi đoán ít nhất là ngoài tôi ra phải có hai thằng nữa muốn đánh rồng vấn này. Đây này, thằng này đang muốn đánh rồng này, nhưng mà đang nghiên cứu chắc là chưa có rồng. Ba cái đồ này của nó với cả cái giáp thiên thần này là cho con Sôn cầm này. Thằng này hai con, tôi một con là 4. Thằng này cũng rồng, như vậy là 4 thằng đánh rồng. 4 thằng đánh rồng. Mệt nhè. Xây sang truyền thuyết bí ẩn rồi dồn đồ cho Neko đi anh, cô là anh ôm pháp sư xuống mồ. Kinh quá nhỉ. Ok. Mày biết mẹ luôn, nếu mà ôm pháp sư là xuống mồ. Đỉnh. Anh An cho em hỏi nick em bị khóa 14 ngày từ hôm mùng 4 giờ 18 rồi sao chưa mở. Cho em anh vậy. Em hỏi anh thì làm sao anh biết được, anh phải ở bên bên mở nick thì mà anh biết. Chịu đấy, đừng có hỏi anh mấy cái vấn đề đấy.
Thanh An này đừng toang nữa nha. Ok, không toang nữa. Còn cái éo gì đâu mà toang. Anh hết rồi, anh chẳng còn cái gì nữa để mà toang cả. Gì nữa đâu mà khóc với sầu, toang tụng cái gì. Hết tiền rồi, còn cái gì đâu mà toang, chẳng toang. Đen trong game thôi, biết đâu đỏ ngoài đời anh nhỉ. Ừ, hên xui, biết thì đéo được, đúng không em? Mọi thứ đều là hên xui hết, yêu gì. Thì được, cửa mày bán kia đi rồi. Mất rất nhiều soul rồi đấy. Ván này rất nhiều soul ra đi về. Mỗi thằng bắt vài con là hết mẹ soul rồi. Pháp sư rồi, sắp chết. Sáu con rồng, sáu con rồng. Tà lồng. À, con chó tà lồng này. Thôi. Hút máu lên. Ôi. Cày thế. Ui này. Ba cái. Ba cái kiểu éo thì mình chẳng phải được một cái. Ha ha. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, thank God. Thank God.
tôi có một niềm tin mà. Mày đéo chịu được. Tốt. Bay lên. 6 tiền. Năm pháp sư. Như vậy là cần con Brand nữa đúng không? Thêm con Brand là có 2. 2 long tọc. Thêm con Brand là có 2 long tọc. 6 thần rừng. 5 pháp sư, 3 long tọc, 2 hộ pháp. 3 long tọc, 2 hộ pháp. Đây rồi, vừa khít lỗ đít đây rồi. Đây rồi. Sướng sướng. Sướng sướng. Con kẹt. Ơ. Năm đấm crit. Găng bảo thạch. Găng bảo thạch muôn năm. Đây rồi. Tại sao mình không đánh 7 pháp sư và bỏ bớt thần rừng đi nhở? Đúng không? Thần rừng có ảnh hưởng đéo đến cuộc chơi này đâu. Này cho nó cục. Được ăn cả mà ngã thì đau. Sao phải xoắn. Con mạnh nhất của tôi thì không phải là những con thần rừng. Thì việc chó với tôi phải thần rừng. Mình nghĩ là mình nên giữ 6 thần rừng. Khi mà chỉ khi để con rồng này có cần để nó bú. Đó. Zillion pháp sư ngon không chú An. Nó là đỉnh của tởm luôn. Zillion pháp sư nó là đỉnh của tởm luôn. Chẳng qua chú éo có để chơi thôi. Chú mà có chú mẹ đốc bọn kia ra bã mẹ luôn đi. Phải xoắn chúng mày à? À, cảm giác như là đang để Việt Ki ấy nhỉ? Hàng 4 sao nó phải hơn hàng 3 sao chứ, đúng không ạ? Cái này ngon này. Cái máy chiếu rất ngon này. Chuẩn. May quá mình vừa gặp thằng đấy xong.
không bị gặp áp lực về cái đấy máy chiếu nữa. Yone 5 tiền đi. Thực ra mấy cái đồ thủ này về late game mà nói thì mỗi cái đồ nó ngon một kiểu. Cái này cũng ngon này, cái thú tượng thạch giáp cũng ngon này. Cái tiên phong này cũng được này, nhưng mà thôi. 5 tiền. 5 tiền mà phệt. Lấy tiền. Đó. Không sát thủ, không sát thủ. Không sát thủ, con này không tính. Đại sư thánh thân. Đủ tiền áp cấp không? Kêu rách này, con kêu rách, con kêu rách này, mày phải chết. Mày phải chết, mày phải chết, mày phải chết. Tôi đang chờ một con Zilin này, tôi đang chờ một con Zilin này. Tôi muốn đánh Zilin Pháp Sư hơn. Thật sự là muốn đánh Zilin Pháp Sư hơn. Felix N2 cát Nhật ghét hai thằng đầu bảng rồi. Một trong hai thằng đầu bảng rồi. Thằng này. Ngại éo gì vết bẩn, chơi đi. Cát. Tính sai rồi. Thôi cũng được, bế con lợn đấy cũng được. Con lợn nó nhiều máu, bế luôn. Đấm hai phát. Ấy. Một khạc, hai khạc. Ngon chưa, ngon chưa, ngon chưa. Chỉ một con rồng thôi mà nó cứu rỗi đời tôi. Tám đấu sĩ. Tám đấu sĩ, mình sợ tám đấu sĩ không nhỉ? Có héo thế mà phải sợ nhỉ? Có Zilin mà anh mít à? À ok ok. Anh không để ý đấy. Vấn đề đấy nha, big big trouble nha. Ba thằng dương. Tặng người anh để đờ cây giải sao? Ok, cảm ơn Hữu Nguyễn nha, cảm ơn Trung Hữu Nguyễn, cảm ơn em. Không lốc. Trước. Bế nó lên. Ôi! Thua rồi. Oh shit. Đúng một cái animation đấy, cày éo chịu được.
ôi chết mẹ em rồi. Giờ làm sao mà áp được con Zilin, xong đổi đồ cho con Zilin ngon. Tôi cầm con Ezreal để tôi đánh nhau cùng với mấy thằng pháp sư đấy. Team nào cũng nhiều CC, cái đèn khó của anh bị choáng 3 ngày 3 đêm thì khó ăn lắm. Hên xui. Hên xui. Bây giờ làm sao mà cấm chúng nó không đánh CC được đúng không? Chúng nó cũng phải pick cái bài khỏe ở chúng nó chứ. Làm sao mà mình cấm chúng nó được. Ô con này full đồ rồi à? Nhớ để ý đấy. Sợ thằng này này. Tôi sợ cái thằng đao phủ ấy. Vợ chồng đao phủ ấy. Đây này, tôi cầm con Ezreal để đánh nhau với mấy thằng này này. Lấy hai con lính cát ở hai bên này này. Tôi lợi nó hơn con Zilin. Mặc dù không kẹp để bí ẩn nhưng mà mình có cái chiêu của Zilin. Lần nào vô cũng gặp Alex vậy B. Đây, tôi cho này đi ăn cắp rồi này. Cắp rồi này. An Mech, chào Tan Nghia nhá. Tự dưng bài nó vào đấy. Chào Tan Nghia. Bài của anh nó cứ bị vào chứ anh có thích đâu. Anh chả thích như nào cả. Đúng ra cái tên vừa rồi không nên lấy cái kiếm súng. Lấy cái thú tượng. Thú tượng ngon hơn là cái kiếm súng. Thằng này chính ra lại không xoắn lắm. Tôi sợ nhất thằng này này. Mẹ cái thằng Lee Sin này này. Lee Sin bị bật tắc ghét. À như vậy là con on về dạng đồng hồ cát là nó không hút dây lần hai các bạn ạ. Thế nên mình khập trò. Đấy mà, tôi bảo là tôi chỉ sợ thằng Lee Sin thì thôi mà. Cay éo chịu được. Giết Lee Sin, giết Lee Sin. Ui, mày mà giết được thằng Lee Sin. Thằng Lee Sin còn sống rồi, tôi chết con mẹ rồi. Thành An, phiên bản này có đội nào mạnh mạnh vậy a? Anh vừa mới chơi game đầu tiên. Đây là game đầu tiên của phiên bản mới, anh có biết cái gì đâu. Anh vừa mới chơi thôi mà. Vứt đờ si đồng hồ cho Zilin là ấm no rồi, hạnh phúc rồi. Zilin được. Nhưng con Zilin đứng đằng sau ấy đôi khi nhiều khi nó biết nói thế nào nhỉ? Cảm giác nó không tận dụng được tối ưu cái điểm mạnh của cái đồng hồ ấy. Tôi cứ nghĩ là ở dạng đồng hồ là con này là vẫn hút được dê cơ. Để mình chắc chắn lấy được một cái CC ở phía trên này. Đó trời.
còn mẹ nó kêu ba thế này thì chơi bời éo gì nữa. Kêu ba mẹ nó rồi. Trời ơi. Kêu ba thì làm sao? Kêu ba thì làm sao? Alo, alo. Kêu ba cơ đây. Kêu ba thì làm thao? Xét à? Rồi kêu ba thì nhường top 1 cho bạn rồi. Không, anh em tiêu cực rồi. Ui mẹ thằng xét ba đây này, không ổn rồi. Kêu ba thì làm thao? Làm thao như thế nào?